Xin chào các bạn đã quay trở lại với Review 5 Phút. Sau khi xem xong tập 241, hẳn là các bạn đang rất tò mò. Sau khi Đường Tam bắt đầu quá trình hấp thu hồn hoàn cho họ Thiên Trùy, nhân vật chính của chúng ta sẽ lấy mạng như con hồn thú nào để làm hồn hoàn cho cây búa và tu vi của chúng ra sao, đúng không? Vậy thì ở video này, chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem ba cái hồn hoàn đầu tiên và 6 cái hồn hoàn tiếp theo, Đường Tam đã hấp thu những gì cho khí vũ hồn mạnh nhất Đấu La Đại Lục các bạn nhé. Đầu tiên, với hồn hoàn thứ nhất, như các bạn đã biết, Đường Tam được Thái Thản Cự Viên có tu vi 10 vạn năm hiến tế cho mình. Và cũng nhờ thế, Đường Tam còn có thêm một khối hồn cốt thêm về trọng lực cực kỳ thích hợp cho Hạo Thiên Trùy. Bởi vậy, có hồn hoàn 10 vạn năm cùng hồn cốt thêm về trọng lực, Hạo Thiên Trùy chỉ với một hồn hoàn thôi cũng đã cực kỳ kinh khủng rồi. Tiếp theo, đến hồn hoàn thứ 2 và thứ 3, mặc dù hồn thú mà được Tam hấp thu là gì, tác giả tuy không nói rõ. Thế nhưng, theo suy đoán của mình, với đặc tính của Hạo Thiên Trùy thêm về lực lượng, chắc chắn anh ấy đã hấp thu cho cây búa một con bạch mục ma hồ vương tu vi 7 vạn năm và sau đó sinh ra khối hồn cốt. Cuối cùng, Đường Tam đã tặng lại khối hồn cốt đó cho đới mộc bạch. Và kế tiếp, đến hồn hoàn thứ 4, Đường Tam hấp thu cho Hạo Thiên Trùy một cái hồn hoàn tới từ một con ám ma tà thần hổ có tu vi trên 6 vạn năm. Có thể nói, con hồn thú này cực kỳ thông minh và tà ác. Thế nhưng cùng vì vậy, sau khi Đường Tam hấp thu hồn hoàn của nó, anh ấy nhờ vậy đã gặp được chỗ tốt khi sát thần lĩnh vực cùng tất cả thuộc tính như lực lượng cùng tinh thần lực của bản thân cũng đều gia tăng. Bởi vậy, đây thực sự đúng là một con hồn thú đầy chất lượng. Thậm chí, nó còn chẳng thua kém hồn hoàn 10 vạn năm một chút nào. Và tiếp theo, sang tới hồn hoàn thứ 5. Hồn hoàn này được Tam hấp thụ nó từ một con nhân diện chu hoàng, tu vi của nó ít nhất cũng trên 5 vạn năm. Đối với Đường Tam, cái hồn hoàn này mặc dù lấy rất dễ dàng, thế nhưng chỗ tốt mang lại cũng không ít. Khi nhờ thôn vệ nó, Bát Chu Mâu giờ đây đã đạt tới trình độ thần cấp. Nếu như đem so sánh, nó chẳng thua khối hồn cốt 10 vạn năm nào cả. Và kế tiếp, đối hồn hoàn thứ 6, 7 và 8, ba cái hồn hoàn này Đường Tam hấp thu cùng lúc từ ba huynh đệ Thiên Quân Nghĩ Hoàng có tu vi 9 vạn 9 ngàn năm. Thế nhưng, không thể tin nổi, nhờ có may mắn, sau khi hấp thu ba cái cùng lúc, ba hồn hoàn này lại vô tình đột phá cực hạn và trở thành hồn hoàn 10 vạn năm. Không những thế, ba cái hồn hoàn đó còn chủ yếu thêm về lực lượng cùng trọng lực. Bởi vậy, có thêm ba cái hồn hoàn 10 vạn năm này, quả thực Hạo Thiên Trùy giống như khổng mọc thêm cánh, độ kinh khủng của nó thật đúng là kinh người. Và cuối cùng, tới hồn hoàn thứ 9, hồn hoàn này Đường Tam hấp thu nó từ một con Thâm Hải Ma Kình Vương có tu vi 99 vạn năm. Nó cũng chỉ còn một bước cuối cùng nữa thôi là đã có thể đột phá 100 vạn năm và trở thành yêu thần. Tuy nhiên, Đường Tam lại quá mạnh, là chuyên nhân của Hải Thần. Bởi vậy, dù cho chiến đấu ở Đại Hải, Thâm Hải Ma Kình Vương vẫn không phải là đối thủ của anh ấy. Bởi vậy, tới cuối cùng, nó vẫn phải trở thành hồn hoàn trên vóc hồn Hạo Thiên Trùy cường đại của Đường Tam mà thôi. Thế nhưng, không chỉ có hồn hoàn, nó còn cho Đường Tam thêm một khối hồn cốt thân thể tu vi gần đạt 100 vạn năm, thật sự quá ghê người. Và cuối cùng, tổng hợp lại, sự sắp xếp chính hồn hoàn trên vóc hồn Hạo Thiên Trùy của Đường Tam lần lượt là 4 đen và 5 đỏ. Trước khi thành thần, trong cuộc chiến với Thiên Sứ Thần Thiên Nhật Tuyết và Thâm Hải Ma Kình Vương, Đường Tam từng bảo tạc 8 các hồn hoàn đầu tiên và thi triển Đại Tu Di Trùy, một trong số đó khiến thần cũng phải dùng ra kỹ năng phòng ngự mạnh nhất để chống đỡ. Còn một đã gần như lấy mạng được hồn thú gần 100 vạn năm, đây quả là thực lực quá ghê người. Chưa hết, sau khi trở thành hải thần, nhờ được ban thưởng cho cả hồn hoàn tu vi gia tăng 5 vạn năm, tất cả những hồn hoàn trước đó của Đường Tam đều đã trở thành hồn hoàn 10 vạn năm. Xem cái hồn hoàn thứ 9, nhờ gia tăng tu vi lên 5 vạn năm, hồn hoàn thứ 9 của Hạo Thiên Trùy tu vi sau đó đã đạt tới hơn 100 vạn năm và trở thành hồn hoàn gần tiếp cận được với hồn hoàn thần cấp. Có thể nói, Hạo Thiên Trùy cùng hồn hoàn của nó đúng là quá đáng sợ đúng không các bạn? Nếu như bạo tạc chính các hồn hoàn này, thật sự không biết mạnh thế nào nhỉ? Comment ý kiến của các bạn dưới phần bình luận nhé! Video đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo!